Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em có về một cái con cối tích 6.300. Thì con cối này em về trong theo cái đơn đặt hàng của một bác khách ở Tiền Giang. Và trong tình trạng này em này về là gọi là đẹp xuất sắc, ruột gan thì 7 màu. Và em này sẽ chạy băng 10 ha, băng 10 và 2 chiều. Auto revert 2 chiều nha anh em. Thì hiện tại này máy đang hoạt động rất là hoàn hảo. Và phụ kiện bác mua theo gồm có một cái băng và một cái húp băng và một cái xương hiện luôn nha. Đó là nguyên một combo như thế này. Thì cái đĩa em đang hát đó là một cái băng của Thanh Tuyền, là cái băng của Chế Linh. Thì em đang lấy cái Thanh Tuyền test thôi, đây là cái Chế Linh đây ha. Còn đây là băng Thanh Tuyền đây. Và đây em cũng có một cuốn Trường Sơn 4 đó nha. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ cho em ha. Còn là băng xịn nhất nha. Thì nói về cối thì trong cái tầm giá mà để khoảng 20 triệu đổ lại á, thì những con này nó cho được cái thứ nhất là băng 10, thứ hai là nó chạy được 2 chiều. Cho nên tiếng nó rất là hay và anh em nó cũng rất là ưa chuộng. Và đối với cối thì cũng không có gì để nói ha. Thì hiện tại em đang chỉ mượn cái bộ âm thanh này để test nó chạy ok thôi. Và tiến hành đóng gói, sáng mai sẽ có người giao cho bác ha. Đó. Rồi, và bây giờ em sẽ đi sơ lược lại ha. Rất là đẹp nha nè. Đây. Từ hồi gỗ cho tới thân máy tới nội thất thì ruột gan là 7 màu ha. Rất là đẹp đó. Và hai cái húp kèm theo là hai húp zin luôn nha, hai húp zin kèm theo cho nó ha. Rồi, mà anh em nghe một đoạn ha. Bèo chung tình yêu ơi.
Có nhu cầu hãy đặt hàng hay yêu thích những sản phẩm nào thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Và tới đây em xin kết thúc clip và đóng hàng sẵn để sáng mai lên đường giao cho bác khách ở Tiền Giang. Rồi, xin cảm ơn em rất nhiều.